Xin chào các bạn đến với săn sale và đánh giá Redmi K50 Ultra. Tính đến tầm khoảng cuối tháng 8 ấy là nó tròn 1 năm ra mắt rồi. Vậy thì cùng mình nhìn lại nhá. Sau khoảng gần 1 năm ra mắt thì sau những cái thăng trầm này, Redmi K50 Ultra nó còn lại gì? Thời điểm Redmi K50 Ultra mới ra mắt về tới Việt Nam ấy, mức giá nó loanh quanh khoảng đâu đó là gần 11 triệu các bạn nha. Và hiện tại sau gần 1 năm, mức giá nó chỉ khoảng đâu đó là 8 triệu cho cái phiên bản 8128 thôi. Đây là cái mức giá chung mà mình có tham khảo nhiều cửa hàng nha. Và với cái điểm mạnh nhất ở trên sản phẩm này có lẽ là về cái mặt trải nghiệm gaming này. Thứ hai là về trải nghiệm vuốt chạm hiện tại với K50 Ultra nó quá tốt các bạn ạ. Và theo mình thấy cái điểm mạnh nhất trên Redmi K50 Ultra đó là về mặt trải nghiệm gaming. Tầm giá thì đúng là nó best choice rồi các bạn. Đây nha, với tầm tiền khoảng 8 triệu, có chip trang bị là Snap 8 Plus Gen 1 hiện tại, nó vẫn có thể cân Genshin marketing ngon lành trong trường hợp các bạn lắp sò nha. Tuy nhiên là nó vẫn sẽ gặp tình trạng bị lock FPS hoặc tình trạng bị lag thường xuyên nếu như mà các bạn chơi marketing Genshin nha. Còn các tựa game nhẹ nhàng kiểu COD, PUBG rồi là nhẹ nhàng hơn kiểu gãi mũi, Liên Quân, tốc chiến thì K50 Ultra nó chín tẹt bù luôn. Còn lại về cái nhiệt độ ở trên K50 Ultra hiện tại nha, nếu như mà so sánh với thời điểm trước ấy, thì mình thấy nó có nóng hơn nhưng mà vẫn trong cái ngưỡng chấp nhận được nha. Và về các phiên bản ROM thì có rất là nhiều các bạn nha. Tuy nhiên hiện tại thì mình vẫn recommend cho các bạn sử dụng ROM Elite nha. Với cái phiên bản ROM mình có ở trên K50 Ultra này là cái ROM Elite. Phiên bản ROM Elite mình có trên tay đây là phiên bản ROM Elite 14.0.6. Hiện tại cái phiên bản ROM Elite mới nhất là 14.0.10 rồi. Thì mình sẽ update lên cái phiên bản 14.0.10 và test lại hiệu năng cho các bạn. Các bạn muốn thông báo được ổn định hơn thì có thể chuyển sang một vài cái phiên bản ROM khác nha. Cái thứ hai nữa là nó có tiếng Việt. Và tiếp theo, một cái điểm mạnh nữa ở trên Redmi K50 Ultra đó là về chất lượng hiển thị. Nói chung là nó vẫn trang bị những cái cấu hình mà rất tốt rồi. Tấm nền OLED này hỗ trợ tần số quét 120Hz, rồi là độ phân giải 1.5K, có HDR10+. Nói chung là về chất lượng hiển thị nha, thực sự là nó đẹp lắm các bạn ạ, không thể chê được đâu. Về sử dụng vuốt chạm hàng ngày thì mình thấy K50 Ultra nó làm còn rất là tốt nha. Các bạn sử dụng sản phẩm này yên tâm, tầm khoảng 3 năm đến 4 năm nữa thoải mái luôn. Cái điểm mạnh tiếp theo là về camera, nói chung là cũng rất là ok các bạn nha. Các bạn sẽ có một cái chất lượng ảnh chụp lên khá là tươi, khá là nịnh mắt. Cho dù các bạn có chụp ảnh ở bất kỳ cái điều kiện nào, đủ sáng, thiếu sáng, vân vân, mây thì K50 Ultra nó vẫn có thể đạt được một cách rất ngon lành nha. Về cam selfie 20 chấm trên Redmi K50 Ultra thì mình thấy nó cà mặt khá là đẹp nha, là đẹp rất ok luôn. Và cái xử lý cân bằng trắng trên sản phẩm này cũng rất là tốt. Quay phim thì với sản phẩm này có thể quay video với độ phân giải tối đa là 4K và 60fps. Khả năng chống rung trên sản phẩm này thì cũng rất là tốt các bạn nha. Tổng thể về chất lượng quay phim, chất lượng chụp ảnh trên sản phẩm này còn quá là tốt nha. Và mình tin sẽ có nhiều bạn thắc mắc là nên lựa chọn Redmi K50 Ultra hay là iPhone 11 Pro Max, thì mình sẽ có một cái video so sánh chi tiết riêng nha. Cái điểm tiếp theo đó là về chất lượng âm thanh. Thực sự với loa kép trên Redmi K50 Ultra thì mình không có gì để chê cả. Âm bass ok này, âm lượng lớn này, các bạn để xem phim này, để giải trí và để chơi game ý, thì K50 Ultra nó còn quá tốt luôn. Ngoài ra dung lượng pin trên Redmi K50 Ultra là 5000 và đi kèm với một cái công suất sạc rất cao 120W thì các bạn chê làm sao được. Các bạn sạc đầy cái viên pin này nó chỉ mất đâu đó nhá là khoảng 18, trung bình khoảng 19 phút thôi. Anh em nào mà hay chạy xe ôm chẳng hạn thì với một cái công suất sạc như thế này nha, chỉ cần vào ăn buổi trưa tầm khoảng 15-20 phút, các bạn sạc đầy phát đi chạy tiếp tục rất ngon lành. Về thiết kế trên Redmi K50 Ultra, mình vẫn nhận định đây là một sản phẩm nó cho thiết kế đẹp nha. Cụm cam này nhìn nó khá là tinh tế, cầm nắm thì rất là dễ chịu thôi, bởi vì trọng lượng nó chỉ rơi vào khoảng đâu đó là 202g các bạn nha. Và cái viền màn hình công nhận là nó có dày hơn so với một vài sản phẩm gần đây, ví dụ như là Redmi Note 10 Turbo hay là Realme GT Neo 5 SE chẳng hạn. Nhưng về cơ bản, đây là một sản phẩm mà nó cho thiết kế khá là hài hòa. Ngoài ra mình đã có một cái video trên Redmi K50 Ultra rồi, bạn nào muốn xem lại thì có thể click vào phần gợi ý bên này nha. Vừa rồi là một vài cái đánh giá của mình về Redmi K50 Ultra sau khoảng gần 1 năm ra mắt thì các bạn cảm thấy sao? Và bạn nào đang sử dụng sản phẩm này có thể để lại comment bên dưới nha, để bạn nào đang tham khảo Redmi K50 Ultra để biết xem là mình có hợp hay là không. Rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Và mức giá rẻ nhất Redmi K50 Ultra này, Redmi K60, Realme GT Neo 5 hay là OnePlus A2V chẳng hạn, mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận như nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.